Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Mục xã thị Somtex 3.1R 2021 chính thức gia nhập Thái Lan, số chứng minh một khuôn mặt của một cái con quỷ. Cái chiếc Somtex 3.1R 2021 không thực sự là mẫu xe hoàn toàn mới, bởi vì phiên bản Somtex 3.1R đã trình làng ở rất nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới, trong đó có cả châu Á. Đối riêng thị trường châu Á thì cái chiếc Somtex 3.1R đã nhận xác nhận đã vào thị trường Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản và có Tập Nam. Trong khi đó, các ổ địa khác cũng thống kê như ở Nam Mỹ, Châu Phi, kể cả châu Âu, các thị trường như Anh, Pháp, Đức và Ý cũng rất nhiều nơi khác nữa. Vì vậy, nó được phân phối hầu hết trên toàn thế giới. Giống như một cái con quỷ, khuôn mặt của cái chiếc Somtex 3.1R 2021 có một cái luồng khí sâu thẳm và được chi thâu niên. Không quá lời khi chúng ta nói về phiên bản Somtex 3.1R khi được chế tạo bởi Kicker, một nhà thiết kế rất nổi tiếng đã làm nên tên tuổi của dòng KTM Đức. Chỉ cần nhìn lướt sơ qua phần cấp sau, ta hãy nhận thấy xuất hiện rất nhiều trên các dòng sản phẩm của KTM, một lỗ cấp nhôm với nhiều cái vết phay cắt để làm giảm trọng lượng. Cái đặc điểm đáng chú ý trên cái chiếc Somtex 3.1R cần phải nói đến nhiều. Cái cụm đèn pha tích hợp công nghệ đèn LED, bình xăng thiết kế diện tích lớn 15 lít, được tích hợp các khe hút gió góp phần tăng thêm cái tính sinh học cho xe. Cái cụm nội tiết tiền màn hình vuông đi cùng với một cái kính chắn gió trong suốt phía trước. Somtex 3.1R 2021 được sinh ra một cái được trang bị cho mình một cái động cơ xăng đơn dung tích là 312cc, có khả năng sinh ra công suất lên tới 35 hp, tại ngưỡng mong tôi là 9.500 phút. Một vài điểm khác nữa chính là cái phục tốc đào 37m phía trước và phía sau là dạng mũi sóc. Cả hai bánh đều dùng cho mình mâm đúc với kích thước 7 inch và rất nhiều lựa chọn màu sắc đi kèm, kết hợp với cái lớp trước cỡ là 110/10N7, lớp sau là 160/R7, cái lớp sau là cỡ 160/60N7. Trang bị an toàn tiện ích trên cái chiếc Somtex 3.1R 2021 bao gồm như hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên cả hai kênh, chìa khóa đứng bên smart key, cái cổng kết nối USB, công tắc báo cháy tránh các trường hợp nguy hiểm xảy ra. Và cuối cùng, cái chiếc Somtex 3.1R 2021 được bán với mức giá 149.500 bạc Thái, tương đương khoảng 110 triệu Việt Nam đồng. Còn phiên bản Somtex 3.1R 2021 cũng sẽ được cung cấp tới 3 biến thể màu sắc ở bên Thái, gồm có đen, đỏ và xanh dương. Trong khi thị trường Việt Nam thì cái chiếc Somtex 3.1R cái bản 2010 chỉ được phân phối dưới hình thức là tư nhân và có mức giá mềm hơn là 95 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nhớ like, share, subscribe.